Hello các bạn, hôm nay mình làm video này là giới thiệu về một cái game. Game này tên là Singularity Dungeon. Mình thấy đồ họa thú vị ha. Đại loại nhập vai, luyện level các bạn. Đồ họa nhìn khá dễ thương ha. Thấy nội dung cũng khá nhiều nhiều gì đó. Thì quý 4 năm 2022 thì họ mới phát hành. Bây giờ mình có bản demo mình chơi thử nên mình đã tải bản demo chơi thử nha các bạn. Thì game này là làm ở Unity nha. Giờ mình mở là mình chơi lần đầu tiên nha các bạn. Gì vậy? Câu chuyện là một con quỷ làm được một cái cục Con Ngọc sao có năng lực hồi sinh nát quỷ vậy? Giờ mình sẽ start game luôn nha bạn. Game này hình như là dự án của bên Kickstarter, là dạng mà gây quỹ làm game hay sao các bạn. Thì mình thấy cái chữ Kickstarter này nè ha. Ồ, game này tuy là Excel mà họ cũng cho điện sai cái nhân vật của mình luôn nha bạn, như là chọn mà mắt thế này thế kia nè đó. Vui vẻ nha bạn, tóc nè. Hai búa nha, nhìn đẹp một xíu. Trắng đi cho dễ nhìn nha các bạn, mua đồ nha các bạn. Màu xanh đi nha cho dễ nhìn. Có chọn lát như các bạn. Kiếm nè, khí pháp sư nè. Mình chơi vũ khí đi cho dễ. Có đắt ép nè, Hobbit nè. Vampire nè. Còn mỗi lát nó có nhiều cái đặc tính khác nhau các bạn. Có lách rồng nữa, con người nè, đắt ép nè. Này sẽ được hồi mana. Này là do người lùn nên di chuyển nhanh hơn. Giờ mình đi thử lát rồi đắt ép đi ha. Có chỉ số bơ hơi bị nhiều các bạn. Hết máu nè, mana nè, hết hồi máu nè, hồi mana nè, tăng cường tấn công nè, độ đánh nè, hết đam nè, đánh chí mạng, tăng phòng thủ nè, giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng các bạn, tăng khả năng gớt độ các bạn. Này là như phản phản đam rồi. Cứ đánh tốc độ đánh đi ha. Quốc đại tên là luôn. Game này thấy cũng khá thú vị nha các bạn. Đồ họa cũng vui nha. Không đặt cover cũng được. Hồi nãy không tập thẩm cho ta. Đó, được mà. Không tịch luôn nha bạn. Đó, level 1 nè. Tải game liền. Không lồng tiếng nhưng mà cái thanh cũng vui nha bạn. Lồng tiếng nghe cũng mắc cười nha bạn. Có bị tấn công bởi mấy cái hàng xanh xanh quái vật đó các bạn. Đi đến giúp đỡ rồi. Có cái gì đó bên trong cái gương bên phải hàng nóc đó nha. Kêu qua lấy nha các bạn. Đó, ép là mở gương nè. Cái chảo. Cái chảo sát thương cộng 15 nha.
Cái này inventory nữa đúng không? C là cái cơ thể mình nè. Mình sẽ bỏ cái chảo vô để xài trang bị nha các bạn. Còn đây là B là cái tinh ha. Đó, hiển thị tên người chơi nè, cái máu nè. Tên của item trên đường mình mở lên luôn nha. Đó, đồ phân giải nào audio. Game mình cũng khá thú vị nha các bạn, ăn trang bị nhiều hơn có gấu bông nữa. Rồi găng gấu bông lên không biết làm gì. Thì mình sẽ đi thử các bạn. Rồi game này đúng luyện level các bạn. Đánh con heo rừng các bạn. Có sói luôn rồi. Như champion là boss hả bạn? Đánh sói gớt máu các bạn. Có mở map luôn rồi các bạn. Có bản đồ nè, cũng lớn ghê không? S là hướng tây nha các bạn. Giờ nó kêu mình đi ủa, biển đông chưa? À đúng rồi, S là biển đông. Giờ mình sẽ đi 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 về biển đông nha các bạn. Đó, còn 50 FPS. Kêu cũng tốn mana nha các bạn, phải có điện thời gian delay nữa nha. Bình máu nha các bạn, mình lần hai bình máu nha, bơm máu là quy nha. Mana có tự hồi không? Mana thấy không có xu hướng tự hồi với bạn, chắc không có tăng nên không có tự hồi quá. Ủa dưới sông hồi mana nè, lên 18 nè bạn. Ui bỏ lụm mình mana liền. Game này vui các bạn, giống Daylo các bạn, Daylo mà dạng 2D nha. Rồi bản đồ nó chỉ gõ yêu quái cho mình coi luôn các bạn. Di chuyển WYDS nha. Nít rồi chuột để đánh nha các bạn. Khá thú vị ha. Mình sẽ đi về làng nha các bạn. Rồi anh chồng ra luôn rồi. Chồng hả hang đợi ra xử mình. Đó, máu nè. Hồi nay nha các bạn. Chặn đường mà không cho mình đi nha các bạn. Bây giờ tìm cái đường khác đến cái thành phố nha. Thử hướng bắc, hướng no là hướng bắc. Rồi mình sẽ đi theo hướng bắc ha. Ở đây có cái gương này, mình chưa đi thử mà mình đi hướng bắc theo hướng dẫn nó kêu nha. Đông là mình chơi từ chiều cái là ngon nha bạn. Đó là mình máu rớt rồi. Đó là mình mana luôn em mình. Ở đây inventory thì không có ghi hiển thị cái số bình mana các bạn. Đó chỉ hiển thị kêu trên đây luôn à. Bơ nữa. Cái game này cái skill của nó cũng quan trọng ha, nên mình phải nâng nó, mình có mana mình hồi đồ ha. Lụm được cái vũ khí nè mà không biết sao lụm ta. Leather wood F thì không lụm được, bấm space lụm nha các bạn. Leather wood là cái gì ta, không thể trang bị vũ khí này nha các bạn.
Chắc cái này là cái bộ cung tên, nó nhìn giống bộ cung tên ghê luôn. Mình level thoải mái các bạn. Bây giờ kẹt bể đường mình phải phá nha các bạn. Không ép để vô nha. Hay là đá cũng không lượm được nữa các bạn. Trời, con này biết bắn mình nha. Level 2 nha. Mình chỉ cần đè chuột luôn nha bạn, không phải nhấp liên tục nha. Đỡ lắm nha. Nhấp liên tục là mệt. Có nhìn giống đá quý không mà nó không cho. Champion chắc chùm nha bạn. Góp bình máu các bạn. Lụm tiếp cái chảo nha bạn. Này không cho trang bị hai cái nha bạn. Hai cái như nhà nha bạn. Không cho hai trang bị hai vũ khí nha, chỉ có xài khiên thôi. Hết mana rồi. Đó, lụm được nón nha bạn. Nó cộng 3 luôn nha. Hai tem này có lụm luôn nha. Cái gì kìa. Không thể trang bị vũ khí này. Ủa sao kỳ vậy. Giờ nón của pháp sư không cho mình đội nha các bạn. Trời đất. Mình đang trong màu xanh nha các bạn. Sẽ đến thử tìm cái gương nha. Game này mình không thấy có cơ chế chạy gì phải. Nó chỉ có đi bộ thôi. Bình này chắc tăng sức đánh nha các bạn. Sử dụng đó đồng đồng chơi kêu gần luôn nhưng mà dễ chết lắm nha các bạn. Máu cũng có cần thời gian delay các bạn. Hơi lê vợ nha, không lên được. Mấy giây mới được bơm máu tiếp nha bạn. Khó nha. 30 giây rồi. Mình máu là delay đến 30 giây nha các bạn. Còn quá mạnh nha. Đó, mình phải nói đợi mới nói chiến binh mới đội được nha các bạn. Cái bên đây cũng có cơ chế ẩn cái nón á, để cho nhìn nó đẹp trai nha. Ồ, áo cộng 2, vũ khí cộng 2 các bạn. Trang bị liền. Sẻn cộng 2 tăng 19 sát thương. Cộng tốc độ 30 giây. Hồi máu 20. Mình muốn bỏ xuống đây thì nó không cho nha các bạn.
Kỳ vậy. Chắc chỉ vô phải xài thôi nha các bạn. Cái mấy con quái vật này nó biết phóng sinh các bạn, nãy mình rõ ràng không có thấy đâu vậy ta, hay là cái khu vực này quái nó tự hồi phục ta. Đó, mình sẽ đi ở cái góc này để lấy thêm một cái gương này nha bạn. Con này mạnh lắm nha, đánh lần đến 12 máu. Trời, con này level 4 luôn rồi. Lụm áo giáp liền. Áo giáp lên nha bạn. Cộng 3 luôn các bạn. Đổi liền, còn 10 defense mà. Ngon hơn áo giáp này mình lụm trong gương nữa. Trời, con này đi nhanh vậy. Game này hao máu nha các bạn. Những cái con rất là mạnh. Thì mình phải luyện level hoặc là đánh rất là cẩn thận nha. Không cũng dễ bị tụi nó gây sát thương nha. Này level 4 mạnh. Level 4 mình biết chọi luôn các bạn. Bắn luôn. Dơ cùi mà cũng đánh. Cộng 25 giây phen 60 giây, hồi 20 máu. Siêu nè, ồ lượm được cái siêu rồi các bạn. Trang bị liền. Cái này giống đồ excellent hay là đồ xịn hơn chút xíu bạn. Cộng 8 defense, cộng 1% defense. Ồ cái này ngon hơn nè. Không có cộng mà nó đã cộng 1 defense rồi. Siêu nè. Đó. Cái siêu này là cái chống, lum siêu chống nè. Cộng 12 defense, cộng 5% khả năng chống đỡ. Ngon. Con này level 5 luôn các bạn. Level 5 quá trời luôn. Đánh lần có 20 mấy máu rồi. Giờ mình thử nâng kêu thử rồi. Level 5 rồi nào. Không xài kêu được hả? Nâng chỉ số được. Thử thêm 10 máu, cộng 5 mana. Tăng 1 điểm thôi. Máu hồi 1 trên 5 giây. Reset cần 4.000 gold. À điểm này sai nhưng mình vẫn reset được. À, mình hồi máu trên 5 giây không? À đúng rồi các bạn, hồi máu được một máu trên 5 giây nha. Đó, mình hồi 3 máu luôn. Sợ bị thiếu máu. Chiến binh mà tăng mà thương máu rồi vô. Đánh tay đôi trụ luôn. Đó, hồi 3 máu nha các bạn. Khi 3 máu nhìn vậy thôi cũng quan trọng. Thì mình không có biết lộn được hay không, có lúc không.
siêu cộng 2 bằng cái trống mình đang xài nha các bạn. Có lóc được cái kêu luôn rồi. Vô đùm leo lên nha. Bán đồ nha bạn, shop bán đồ. Giày cộng 1 tốc độ. Máu. Giữa máu 200 đi. Trời ơi, mới giá máu 200 luôn á. Mình chỉ có nhiêu đó dạng. Bán đồ đâu. Đã bán tất cả chạy. Sale đồ không cần thiết ship bán sao ta. Mình chụp phải với món đồ cũng được luôn. Trái cũng được luôn. Kỳ vậy. Xếp. Này là bỏ đồ này. Sale. Tự nhiên bán tất cả đồ giá 10.800. Mấy cái bán lại không cho bán. À bạn bỏ item vô đây để bán nữa bạn. Đó. Nhưng mà phải rớt vô hơi cực nha. Đâu mình thử sell tất cả coi nó có trừ lại mana máu này. Chờ bán luôn. Nó lấy luôn mana máu luôn các bạn. Giờ mình sẽ mua thử cái bình máu sẽ để ra đâu nha. Ô là máu ở đây luôn là không có để được bao nhiêu lượng bình nha các bạn. Giờ có nhiêu bình là xài bấy nhiêu luôn á, thiếu là phải chịu luôn á. Ồ bởi vì phải ghi gen tăng máu là vậy chứ. Con trăm lên là chùm nha các bạn. Đầm to lắm luôn. Máu rồi. Tụi này level 7 luôn trời, 22 máu rồi. Chạy nha bạn, trời ơi. Chạy con kia chắc hơn nữa. Chết là mình hồi sinh lại cho cũ rồi. Hồi nay quên coi kinh nghiệm mất không nữa. Ủa, lượng máu của con tụi này vẫn còn lại nguyên xi nha bạn. Lượm được cái bò siêu 15% defense cộng 6% lock attack. Mạnh hơn cái này chắc rồi. Đổi liền. Giờ mình sẽ nâng điểm các bạn. Cộng 10 máu nè. Cộng 5 mana nè. Mana nè. Tốc độ đánh nè. Cộng sát thương. Tăng khả năng chí mạng. Tăng đam chí mạng 3%, tăng cộng defense, giảm cao đao của kêu, tăng tỷ lệ rớt đồ, tăng đam. Nói tiếp.
viên ngọc cho bạn để có trang bị vũ khí. Ồ, có áo xịn nha bạn. Hỏi liền. Đó. Nó này cộng 14% thì bạn cộng 1% thì bạn nên. Vậy là đồ xanh này sẽ có cơ hội tỷ lệ nó ngon hơn cái đồ thường nha bạn. Cái game này nên cho cơ chế thêm một số item rất như đánh hùng sẽ thật chặt thấy thú vị hơn, mình sẽ chịu khó đánh mấy chỗ gì mà phạm đồ các bạn. Còn mấy ngày level 7 mạnh quá. Lùm được cái đầu cộng 1 các bạn. Cộng Magic siêu. Cái siêu đó cộng sát thương các bạn. Kỳ vậy. Có loại siêu này nữa. Mình không xài được cái này rồi, chắc chỉ cho pháp sư các bạn. Vợ xin đừng kêu tiếp nha bạn. 5 máu 5x5 giây. Ủa vậy mát 5x5 mát chứ ta. Xin nâng cấp chảo nha. Chảo 21 tắc nè. Lấy chảo cộng 3 luôn nha bạn. Có mấy viên ngọc úp gây vũ khí mà mình chưa biết cơ chế nha, để mình nghiên cứu rồi. Mình sẽ đi lên trên luôn nha. Level 6 mà giờ gặp mấy cái con level 7, 8 nhiều quá. Cứ là trâu nha bạn. Áo xanh nha bạn. Áo mình ngon hơn nha, của mình có cộng 1. Bung nè, con xương nó bị kẹt ở đây luôn các bạn. Ở cái góc này là nó bị bung. Game này do đi mấy demo còn một số lỗi linh tinh nữa các bạn. Siêu góp. Cái này chắc đồ của pháp sư rồi, đúng rồi, đồ pháp sư nha các bạn. Sẽ qua đây để lấy cái gương nha bạn. Đánh cũng có thể chết nha. Game này không phải là chuyện dễ đâu. Cái kêu level 5 nó mở cho mình mana 25, cao đao 80 giây, tăng defense 30% trong vòng 40 giây. Là khi mình thấy bút cái kêu này lên nha các bạn. Thank you.
bốn máu nha. Vuông đội up và gầy cái trang bị nha bạn. Đi thôi đi thôi. Giờ mình sẽ đi hướng về lên trên nha bạn. Ở đây cũng có cái động đánh nè, năm gớt cái gì. Siêu còn 3 luôn. Thế là ngon hơn cái mình đang xài rồi. Chụp phải vô là xài luôn nha các bạn. Mọi cực đè lướt cống linh tinh. Cái này không cẩn thận có bị gớt không? Sẵn nha bạn. Chưa thấy đồ ngon rồi đó. Giá cộng 3 nè. Thêm lên là tăng liền. Hai ma tắt. Ngon hơn cái chảo nha bạn. Vậy là cái 1, 2, 4 này chỉ có xài skill thôi. Cái này mà vẫn tăng được nha bạn. Không ngờ là tăng 6 máu trong 5 giây. Giờ mình sẽ tăng thử sức tấn công nha. Thành thách lên 39. Chẳng chẳng không có gương thì đi xuống đây luôn rồi. Càng đông càng nhanh nhưng mà nó sẽ hao máu nhiều nha bạn. Làm người nón sắt nha. Nón sắt cộng cộng 10 defense tăng thêm 2 ngon hơn nón giải nha bạn. Đó, qua đây bắt đầu có đủ khí bằng sắt rồi. Tăng defense liền. Hết máu. Ui mình hết máu các bạn. Không còn cái gì nữa mà lụm để tăng máu luôn. Cái này hao máu là đánh chính mình rồi. Hao máu dữ luôn. Mình thấy có ghi gừng. Đây level 9 luôn mày. Knock out. Kỳ vậy ta. Giờ đây không có đường đi vậy ta. Sao lên nó không có cái đường đi ta. Ở đây là mình chỉ thấy có cái gương các bạn. Không có đường đi gì vậy. Máu này mắc cực kỳ nha. 200 một bình. Bán hết đồ luôn. Có đồ này ngon hết. Đây là lẽ bán bạc. Đáng lẽ họ phải nên cho mình để bán từng món. Chứ để bây giờ mình đem từng món ra nó kỳ. Đúng không? Nhưng mình muốn giữ lại cái bình ngọc như thế nào. Đó. Mà sell hết vậy nè. Rồi mình mất luôn hai viên ngọc luôn chắc luôn nè. Nói không? Lấy mượn náo luôn rồi. Lên ở đây
không có đường đi ta. Leo up đây một máu cơ chế mấy con này nó bắn mình nó là nhanh quá không đỡ được, nếu mình đi qua nó cũng mất máu luôn. Như vậy thằng đồ cùi không cho mình lên leo lại bạn. Tăng thêm được 6-5 luôn rồi. Rồi giờ reset là 10.000 gold như vậy. Anh chi hồi máu bằng cái lượng máu mình vốn có nó đỡ, chứ hồi máu bằng cái số lượng có sẵn nhất định thì tăng cái máu thêm sợ không có ý nghĩa gì. Còn là 9 cùng là 9 nha bạn, lên đường. Đường đi nhưng mà bắt mình phải tìm chìa khóa nha các bạn. Giờ game này đi có điều đi vất vả nha, nhưng mà đi xa đi vất vả. Rất khó. Đây rất khó. Quá giờ càng ngày càng keo các bạn, không có đồ gì hết. Sẽ đi ở mấy góc trên kia nó có cái gì vậy.
đây vẫn có gương nha bạn. Skill mới các bạn. À trời, cái gì đổ xuống nè. Chính là skill cũng quan trọng nha các bạn. Nón này nọ lên cũng không có cộng gì nhiều thôi. Giáp cũng như nhau, khiên của mình cộng 3 lần. Cộng giờ bán đồ map. Làm sẽ to hơn nha các bạn. Khóa. Rồi đủ đi, khóa đó mình đi lên đó mình mở cửa nha bạn. Bởi vì mà những cái lúc mà mình đi quay lại hơi cực xa. Quá hình như nó cũng hồi lại nha các bạn. Mới nha bạn. Vậy. Mấy cái hồi máu này đỡ lắm. Cứ mỗi giây cho qua máu lại hồi. Đỡ tiền mua máu. Thôi đi hướng nhiều vậy, như một cái mê cung vậy các bạn. Cái nón của chơi nhưng mà không có xài được như bạn. Không
Hay chơi có máu hồi nha. Rồi chơi được thêm nhiều máu ghê. Rồi chùm hả? Nóng ta. Bút liền. Rồi mạnh đó bạn. Đường thôi. Ủa con nó cho cái gì vậy? Rồi mình mở gương xong mình sẽ vô trọng thử. Nón cộng 2 cộng 3 viên ngọc. Xịn. Mình đi thử vô cái cửa của cái con đó nha bạn. Gì vậy? Thôi cái chùm sao vậy? Đập thế. Level 11 không bạn? Chảo còn 1 nha bạn. Rồi chùm hả? Ngon quá. Úp lên. Trời nó đánh tun nha bạn. Thôi thả đệ nữa nha. Cho ăn uống nè. Ý xài QLE luôn rồi. Tiêu diệt mày rồi. Level 12 luôn bạn. Là certify. Mình đâu có cái gì trong này đâu. Còn vô nó cho cái món đồ. Ấy, nó lộn hồ mana. Rồi cái bình cộng 5 defense 60 giây, hồ máu. Sẽ lên cấp tiếng nha bạn. Thêm một tấn công. Để đánh nhanh nha. Nhanh càng tốt. Đỡ chậm. Có hai đường đi xuống các bạn, không biết qua đâu nha. Thank you.
Ủa, tôn nha bạn. Bị chán. Con này cũng giống như cái con kia biết thả đại. Cộng 5% mana duy trì nha bạn. Combo xích. Ồ, cái này ngon hơn nè. 5% mana. Ồ, vũ khí huyền thoại luôn. Legendary. Ủa, mình đi cửa này ra cửa này luôn rồi. Rồi đây lấy cái gương nha bạn. Chính chủ nó cũng thấu lắm mà. Này ném tiếp rồi. Cái này không cho mình xài được nha. Trong stick. Ồ, cộng 25 sát thương, cộng 200 tinh thách. Vũ khí của Magic bạn ơi. Máu hồi 9 giây cho 5 luôn. 9 máu cho 5 giây luôn. Rồi xe qua cho ấy đi. Mình bắt đầu mạnh. Cái con phiền phức là pháp sư rồi đánh xa khó chịu. Cái không đâu mạnh bằng cái mình đang xài đâu. Ồ, nó mạnh hơn nha, tăng 2 defense. Legendary.
Defend to hơn nha các bạn. Đổi liền. Skill này xịn hơn luôn nha. Cộng 3, cộng là mo tên thêm. Xài thử món cộng defend. Cái nhẫn của băng tuyết hả? Còn mana hồi mà đâu có chỗ nào đâu, đâu có chỗ nào gắn đâu. Giờ mình xuống đây nha, dính chùm đây chùm luôn. Ôi trời, giờ tôi là cánh sinh luôn. Khiên là ngon hơn nè. Vậy không xài được rồi, cũng bên Magic rồi. Mấy viên ngọc này không biết xài thế nào luôn. Nếu mà họ đỡ lại cái cơ chế bán đồ sẽ hay hơn. Bấm vô bán những cái đồ mình cần. Bạn phải không công tịch nữa. Tôi đã sợ rằng nếu mà không có được nếu bạn muốn hả, có cái gì món vũ khí khi mà tôi vẫn là một vị tu là phải phòng thủ. Trò vũ khí lấy nè, mấy cái món này mình chưa biết cách xài nha. Giờ mình đi qua city nha. Này nhà thờ các bạn. Trang trí ti 2D cũng nhìn đẹp lắm nha. À mình đi nhà qua cái nhà thờ này mà đến cái city nha. Come on this shop. How to meet. Mình phải cất những món đồ vô, cất mấy viên ngọc vô. Không biết cơ chế là cái gì để từ từ nghiên cứu. Sao nhà mình có tầng hầm nữa trời. Tầng hầm này là để xe đổ bạn. Chắc là xe cho tài khoản khác thôi. Sẽ ghé mít coi có bán đồ gì không. Thì là phải đi vòng nữa. Đây trang bị nè. À, cái cục đó là phải vô đây mới xài được nha các bạn. Đó, những cục này là phải...
phải lên màu vàng là 150 vàng nữa lên được cộng 2 rồi gáp đồ nữa không có như cái này nè màu xanh đi không thể úp gì món này úp được kìa rồi lên cái này cái lên đồ tím luôn là đồ xịn nha cần những nguyên liệu cao cấp nha các bạn đây là cái giới hạn của trang bị nha còn cái này úp nâng chỉ số bình thường ha cái game này để em dạy em PC hay là chơi được với nhiều người thì em thấy là thú vị hơn á nhưng mà vắng và nhiều chán đó mỗi lần bán vậy lấy đường món vô chọn Zeno đúng không dường như nhiều quá sao đúng không còn nếu bán chọn tất cả thì không chịu mà bấm no thì không bán được hả trong đây nghe hay các bạn tiếng thổi sáo đồ nghe thú vị này bán bên bắn cung rồi bây giờ mình sẽ đi thử về phía bên phải mà thân rồi chắc mình bán má mana nè không biết ăn hòa bao 100 máu mana nè giờ mình sẽ đi khó rộng quá mà nhắn mình chị họ cho đi NPC này nọ nào thì mình sẽ vui hơn quà wow, to dữ à nó nói là cái gì ở cemetery nè nó mở nè sẽ đi đến đó mình coi thử có cái gì đó một phần chắc nhiệm vụ chứ giờ không có đưa nhiệm vụ không biết là game này thế giới mở mình chưa thấy họ phát triển rộng rãi nhiệm vụ ha mà cũng có nói hướng dẫn mình đi chứ không mình cũng không biết đi đâu và làm thế nào ha đó chùm ôi pháp sư quá giật còn nhiều nha trời kéo máu như giấy vậy pháp sư cũng ngủ nữa vô coi coi cái con boss là cái gì nha các bạn. Ở đây là con boss.
đường. Lulito. Viên ngọc huyền bí hả? Mình sẽ đi thử qua kiếm hai con boss kia ha. Nâng điểm nha bạn. Sẽ nâng tiếp là tinh máu 5 giây. Khó hòa mỗi máu 5 giây luôn. Coi chầm nữa gì. Chầm bắn cung. Là mình phải đi tiêu diệt những cái con này và lấy những cái viên ngọc của nó rồi. Trời, con này tên là Solak. Dí theo anh này. Ui chùm. Chùm bên anh chùm. Nó vậy là boss mini. Châu mạnh. Sư giờ đủ ba luôn, hồi nãy chiến binh, sau đó là cung thủ và pháp sư nha bạn. Cầm được skill mới nha, mà đánh tụi nó dặn gà các bạn. Rồi đánh tiếp. Đánh càng nhanh càng tốt. Ở đây là không cho đi các bạn, nó có ba cái chỗ này nè, mình đặt ba viên ngọc lên nè. Đó rồi cửa mới mở nha các bạn. Đó. Bốn defense luôn. Hai bên đều mở nha các bạn. Đi góc bên này trước. Hơi tế người ta chết thúc. Lát này lát này trên tơ. Đều 20 luôn. Mình vô giữa nha bạn. Chùm. Lên vòng bơ nó được.
đánh mình chứ, nó bắn cung kìa. Nhiệm vụ vòng vòng này mình chỉ đi vòng vòng thôi. Thôi mấy quá nhỏ ra nó uống phụ nữa rồi. Bắt đầu ra quýnh mình nữa nha mày. Trâu đấy. Giờ phải né kêu 4 năm còn. Còn dính lầm máu à. Ôi trời, 82 mà. Lên bảng đếm số. Rớt đồ xịn nha bạn. Cái con quái của nó mạnh lắm. Rồi 15 sao trâu dữ. Đây là bản demo hả các bạn. Thấy là chơi là khá là vui nha. Ở đây họ cũng như là bí mật tìm thấy mình không tìm thấy được. Nó cũng khuyến khích cho mình để mình chơi lại, chơi đi từng hướng này hướng kia các bạn. Một số thì mình thấy là nó cái kiểu mà bán đồ cho cưỡi ngựa để tăng tốc độ di chuyển đồ các bạn, thì sẽ tiết kiệm thời gian nên đỡ đi vòng vòng. Ngoài ra quái vật thì thiết kế rất đẹp, đa dạng và loại nha. Chơi rất là vui vì nhảy cứng ha. Hai team thì cũng chia ra thú vị nha. Đi đường này đường kia ha. Bây giờ video mình chơi bản demo làm tới đây thôi ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video ha. Chúc các bạn một ngày tốt lành ha.